chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà đang rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Vợ chồng Lê Phương tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái thứ hai, hội bạn thân như Ngân Khánh, Nam Cường, Trung Dũng, Sơn Ca để đến nhà dự tiệc đầy tháng của con gái nữ diễn viên Lê Phương. Lê Phương tổ chức tiệc đầy tháng cho cô công chúa nhỏ. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ chia sẻ loạt ảnh vui vẻ bên đồng nghiệp Nam Cường, Ngân Khánh, Sơn Ca, Trung Dũng. Được biết 28 tháng 9 là ngày đầy tháng của con gái nhỏ nhà Lê Phương, Trung Kiên. Cô viết: "Đầy tháng bông 28 tháng 8, 28 tháng 9 2019, ba mẹ làm mâm lễ nhỏ cúng tạ ơn trời đất, 12 bà mụ, mong con được các đấng bề trên dõi theo phù hộ và dạy dỗ cho con, cảm ơn các bạn đã đến. Bố mẹ hai bên gia đình đã lên chuẩn bị đầy đủ đồ lễ tại nhà. Trong buổi tiệc đầy tháng, vợ chồng Lê Phương hạnh phúc bên con gái tròn 1 tháng tuổi." Lâu lắm mới thấy ba chị em gái nhà Lê Phương hội ngộ chung một khung hình. Vợ chồng Lê Phương chụp ảnh cùng Trung Dũng, có thể thấy mối quan hệ giữa cô và nam diễn viên Trung Dũng vô cùng tốt đẹp sau khi cùng nhau tham gia bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Bà mẹ hai con Lê Phương và Nam Cường. Không chỉ thế, trên trang cá nhân Ngân Khánh viết: "Mừng đầy tháng mẹ con bông, copy câu nói của ngoại. Đợi 28 tháng 9 năm sau, ăn thôi nôi hai đứa luôn là đẹp đôi. Có điều đi quà thì không đi đôi được không mẹ mong." Vì mới sinh em bé nên Lê Phương chưa hẳn lấy lại vóc dáng như ngày xưa. Nam Cường, Ngân Khánh, Sơn Ca đã đến nhà dự tiệc đầy tháng của con gái bạn thân Lê Phương. Ngân Khánh tươi tắn tại tiệc đầy tháng con gái bạn thân. Lê Phương mọi thứ đảo lộn từ khi có con, sau một tháng sinh con gái. Vừa qua, nữ diễn viên Lê Phương đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự xúc động, hạnh phúc khi đón thiên thần thứ hai. Được biết bé nặng 3,4kg và chào đời đúng ngày sinh nhật của mẹ. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ ngọt ngào gửi lời cảm ơn ông xã Trung Kiên. Cô tâm sự: "Mẹ nhớ mãi những khoảnh khắc thật đẹp khi con ra đời 28 tháng 8. Đời người phụ nữ có lẽ hạnh phúc nhất là khi vượt cạn có chồng bên cạnh động viên, lo liệu mọi chuyện xung quanh. Còn mình thì cứ yên tâm mà đẻ. Ấm áp hơn khi có hai người mẹ luôn túc trực ngày đêm khóc cười cùng những cơn đau, niềm hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai mẹ, cảm ơn hai bên gia đình đã luôn yêu thương chúng con. Hôm nay con tròn một tháng, mọi thứ đảo lộn từ khi có con, nhưng đó là niềm hạnh phúc của đại gia đình mình. Mong con ăn no chóng lớn, chơi ngoan ngủ giỏi, không cần quá xinh đẹp, hãy là một bông hoa luôn ngát hương với đời con nhé. Cảm ơn con gái đã đến với ba mẹ, yêu con nhiều lắm." Từ sau khi con gái chào đời, Trung Kiên dù bận rộn với công việc, nhưng anh vẫn dành thời gian chăm sóc, phụ bế cho con bú sữa để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Con gái thứ hai ra đời chính là món quà quý giá nhất và tuyệt vời nhất mà Lê Phương đã dành cho ông xã. Vợ chồng cô hiện sống tại Sài Gòn, mẹ Lê Phương lên ở cùng để chăm sóc con gái trong thời gian ở cử, cà pháo sống và đi học cùng ông ngoại ở Trà Vinh.